và có vinh hạnh được tham gia bộ phim Angry Birds trong vai chim đỏ. Con chim rất là nóng tính và rất là hay nổi giận. Họ rất là đông mà đi trốn. Ồ, tôi nghĩ là ông nhầm lẫn rồi. Ông nói nhiều, nhưng ý là vui phải không? Tôi đã lẻn lên tàu của họ. Mình có hai đứa con. Thì cu Bơm là 12 tuổi. Nemo thì giờ là cũng 3 tuổi rồi. Thì hai đứa nào cũng thích coi hoạt hình hết. Đây là cái dịp mà mình làm để cho con mình nó có những cái để nó coi, nó thích. Và để nó hiểu hiểu về công việc của mình. Khi tham gia lồng tiếng những bộ phim hoạt hình của Mỹ thì mình cũng học hỏi được rất là nhiều. Và khi mà lồng tiếng cho những cái nhân vật trong phim hoạt hình thì cũng mang lại cho mình rất là nhiều kinh nghiệm về diễn xuất. Bản thân mình lồng tiếng mình cũng rất là mệt, nên hy vọng mọi người sẽ đến ủng hộ bộ phim. Tôi có phải chú chim sôi nổi không? Nhưng sao lại quan trọng gì chúng ta không giống nhau? Hãy vui lên nào! Dự kiến khởi chiếu 13 tháng 5, 2016 với định dạng 2D, 3D lồng tiếng.